Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên dịch hồ con neo 79 anh em. Hiện tại là vốn là 19 anh em ạ. Xem lá lời như thế nào thì anh em cũng nói anh em. Nếu anh em mà chưa đăng ký con neo 79 thì có để link phần bình luận cho anh em đăng ký anh em. Anh em đăng ký anh em nhắn tin qua Telegram để mình hỗ trợ anh em 39k để trải nghiệm anh em. Game Neo 79 có khuyến mại nặng đầu là 100% nha anh em. 100 thì được 200, là một củ thì được 2 củ. Nếu anh em nào muốn ít đi, lấy khuyến mại được khá ok đi. Làm khoản hoặc win cho chơi đi nào. Qua ăn nhiều quá. Tiếp tục nè. Đúng rồi, chuẩn rồi đấy. Mình thích hai mấy anh em ạ. Thích 23 nổ luôn. Con này ngon được 37. Mà 1-2 phút thôi kiếm 20-30 luôn. Nếu mà không nổ ấy thì khó, nổ phát thì mình lại có vài chục. Được vài chục rồi. Được pha với x100 ấy thì khá ngon. Quay hết 50 lượt để xem lái lời như thế nào. Hai hòa vốn nếu anh em nào đam mê vay hú thì em đến con neo 79 là ok nhất anh em ạ. Con neo 79 này có rất là nhiều cái slot quay nổi đến thật 300-400 thể loại quay hú. Đấy anh em vốn thì ít thì anh em cứ vào test đi. Cái hú nào ngon thì quay ra to. Ba 4-12. Làm quả miễn phí cho chơi phát nè. Tích 3 thì không mất thôi. Ui xì vậy. Tăng tốc phát xem nào. Quả miễn phí nổ bắc win đó. Nên khoái dích mấy cái hú xung quanh thì hay dích anh em thấy hay nổ. Ui xài quý cái hai bỏ. Ba nếu mà xuống đến 40 chạy ôi pha này cái này được ít có được 1.2. Quanh đi quẩn lại vẫn là đầu bốn. Xuống thật là x14 cũng ok anh em ạ. Bát làm quả nổ cũng khá khá thì bây giờ xuống thì 40 là chốt là vừa. Ừ.
nhỏ quá. Hai lượt này. Ui, còn được hai củ năm cơ à. Năm củ này ngon, lên quả nhân phát nào, đỡ má đeo co nhân này nhiều, kiểu nhân hai được 17. Nhân 18 kìa, nhân 4 pha này. Mèo nào quay từ nãy giờ chưa thấy được pha miễn phí nào nhỉ? Được quả miễn phí nữa thì con. Ui, được rồi anh em ơi. Được rồi, cuối cùng cũng được anh em ạ. Ngon quá. Nhưng mà có ra sản phẩm không đấy? Cố lên nào, cho anh 1-2 lít cho chơi. Thôi, còn 10 lượt anh em ạ. Pha này sao mà như thế này vậy? Trời ạ. Ăn đờ má nó anh em ạ. Như thế nào đây? Ui, x2 bọ. Còn 5 lượt. Làm khoảng x100 nào. X4. Còn 3 lượt thôi anh em ạ. Cuối cùng. Thôi xong. 8 cùng. Hôm nay nổi ít anh em ạ. Hôm nay nổi ít này. Mọi hôm thì cứ phải gọi là mắc win anh em. Phải cuối cùng là chốt anh em. Chốt 50. À còn 6 lít quay được tay. Ok anh em, video của mình đến là kết thúc anh em. Hẹn anh em ở video sau. Bye bye anh em.